Vậy dạ, quan ngữ mà nhà Đức Linh nữa à, hơi nhà luôn ạ. À, à. Quay phim chị được phải không? Quay phim được không? Ờ, thế em thấy mua vé số nhiều quá nên quay. Hôm nay mua vé số gì? Mua vé số gì ủng hộ nhà nước. Chị quay số là chị ủng hộ nhà nước. Vừa ủng hộ em và con gì đâu mà sợ. Để nó quay cái mặt của em. À biết đâu. Đứng này không có quay mẹ mam. Đâu. Đâu quay quay người thôi. Ý là thấy em mua nhiều quá. Phải không? Bây giờ bón vé số ở đây có một không hơi mua nhiều vậy. Đức Linh bình thường dưới đây. Cưới này nè. Dạ. Mà đâu là về đây trai nữa sao đây? Về đây cái này tính đủ 5 tờ hết chị. Không, cái đó là mua hết cái đó nữa 20 tờ. Đâu đến hay vậy đây? Ý tính đủ 5 tờ không có hầu đâu lúc họ mua chị. Đếm. Rồi đếm đi, đếm đi cho chị đi. Cái à. Rồi nó rủi ê nó gã đầu đó chị còn 4 tờ nữa. À biết ra chiều nay nếu mà nó vô thì chị hút bọt không chứ giờ sao. Vô trong gì vô hơi tỷ á. Vô hơi tỷ là một tờ là hơi tờ là 4 tỷ. Thường thường là hơi tờ. Nếu mà chị trúng ngang đó. 4 tờ hả chị? 48 tờ hả à. Cái đây là qua, cái đời chính là qua 14 tờ rồi có yên tiền. Nếu trúng chiều nay trúng là... Dạ. Đại mình hả? À, miền Trung á, miền Trung. Cái đại miền Trung là... Miền Trung á. À. Đại trời. À, cứ trúng lại đâu không trúng mà. Ví dụ chị ở xoa chị gửi về ngoài. Không gửi gì đâu, nó điện nó đem vô tiền vô tới nay chứ. Miễn vé số không có dõi được rồi. Cái số ngày bon là của miền Trung là nó đem tiền tới nay. Miễn gì cho nó đồng thôi, nó đem xoa nó cho đồng. Không gì đem đỡ lý ở cái tỉnh gì ở đó. Nó chung cho chị hết. Nó lấy cái đó nó đem về đây. Nó lo gì đâu. Mang đỡ lý nó giàu mà nó có xe con hay mà nó đem về đây đậu cho lo gì. À, chị đếm lỡ đi. Không em đếm làm gì đếm đủ thôi chứ đếm làm gì. À. Mua lũ khủ ẹ mua số tịch lâm lây về cho mấy người nhòa mỗi người giờ tờ với như lại xì á tới giờ đó không lấy đây lấy cái đó luôn có hay mà trúng mẹ hôm qua cái đêm mấy ngày đi ở Tân Phước trúng nam tờ à duy nhất á 30 triệu tờ đó mà ông đó ông cho ông ghi hơi tờ còn ông trúng 3 tờ bao nhiêu tờ 68 tờ 700 680 ngàn đó là cái 80 ngàn à 68 là 58 68 là cho nó 300 kia là 18 tờ tờ đây nó 10 tờ nữa có 20 nữa của dưới chỗ này dưới chỗ nào nữa dạ với số cầu á đó là ngày mưa cái nào ngày mưa chị để ngày mưa vào nghe chị coi cái ngà đó nghe đây này cái ngà này ngày mưa này ngày mưa là ngà là hơi 19 này còn mai nay chiều nay hơi tốt để nghe có mang chị nghe ua mà lao gặp đời do về mua đâu rồi có mang nhiều ngang chút chị chiều nay mai mén nghe à đâu rồi ô gió đẹp quá mà coi sĩ mà lấy điện thoại ông bối để quay đâu anh em ngày nay mình bón vé số mình trúng mánh nha anh chị của bót à, trúng đợi do anh Ninh Thuận về nã quen hỏi tên với tên gì đó mà chỉ mua tới 68 tờ 68 đưa 300 thấu là hơi chọc mà dạ thấu là trăm hơi à dạ cũng tờ đó dạ cũng tờ quá mà ô ông tính vé người ta lấy vé mà à bữa nay cũng ế bữa nay cũng ý là mình mà bữa nay mình được cái 90 tờ thôi đang mà chỉ mua thêm cho ngày mưa bữa nay cho nếu mà còn số nữa chứ lấy hết luôn quá không à. Bữa nay mua sạch luôn còn mấy nè lấy cái này rồi nãy lấy nhanh quá bị đứt nè rách đĩa còn tờ đấy rồi rồi cảm ơn quý vị xem video của em nha hôm nay gặp đời do có chị mua hết cái số luôn nha anh chị mà đằng phụ này chỉ lấy mẫu thứ 5 tờ thôi còn lấy bên kia hơi chục tờ nó là mua tới 68 tờ à mua gần 700 ngon ô nã anh tá đi ngon mà không kêu vô cho chị mua luôn rồi thì cảm ơn quý vị đã xem video của em nha à, cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha rồi cầu mong cho chị chiều nay trúng may mắn.